Thank you.
Thank you.
không về đó được, đóng tên Google luôn. Ai tên gì anh Google được không? Đấy, Thank you.
Thank you.
quê ấy, đúng không? Có mối thời gian không nhớ không? Đó thế là mày có ai cho đi làm thay công sản một chút. Chúng ta có phải làm sao đấy, rất là công sản. Anh sắp được tên quá cả. Anh tỉnh ra là có những xe để phải gọi kiếm của nhà. Đó là tụi. Còn ra cái góc này này ạ. Cháu có thể nhìn thấy cái sao nhiều không? Cái nó đập rớt thì luôn. Không sao hết, đã có thể em lúc sau em biết quay thì Thank you.
Mình chỉ biết sao không? Đợi chúng ta giải bài.
chỉ có một thằng chắc chắn không giảm thôi là thằng FF mới mở nó chẳng tới một lúc tình hiểu giống có cái giá thì nó em nói là tiếng mà sụt nó tại vì bây giờ em cứ nghe với lại em kiểm tra bên em lâu lâu á ví dụ như bây giờ số xe vào thì nó có dùng gì bây giờ em đem số xe vào của anh vậy đó còn lại giảm là em sẽ thấy được ý là nếu mà tại vì trên bên mấy đại lý như anh em nói là anh xuất bằng này em và riêng cái đó là nó phải khai cái giá nó bán luôn như là sẽ tờ bán khai nhưng mà Sài Gòn Center có thể lắc anh hiểu không, nó xuất view ra vậy mà nó có thể tại vì nó phải hóa đường đỏ rồi, nó xuất view giá mọi giảm rồi anh không biết nhưng mà thằng Lotte lúc mà thằng có hàng đầu tư ra là qua Lotte sớm bắt đầu lúc qua thằng đầu anh Lotte sau anh ý là thằng sau nó có thể nói được với Lotte là không phải ý là khi mà anh hỏi giá nó phải lấy Thank you.
bắt mì hai chắc hơn luôn. Có gì mua con thì bông lấy chỗ là không có sao là được. Với lại không có xài cái cảm. Cái đó là một cái loa mẹ. Tức là đứng đầu một cái loa. Thằng nào mấy uống 4 chai rồi má nó chồng luôn, 4 chai uống kêu biết mẹ luôn.
Thank you.
hồi sinh lại. Hồi xưa là
radio chứ mà giờ thấy một chỗ có stay đó ha. Ừ, hai chữ gì đi, mình giải thích thêm mình nói sao cho hiểu, hay là
cái gì đó là chuyện quá là đáng ngồi đúng rồi, mà bây giờ cái gì tăng giá phải lượt bán nhiều cái gì ạ? 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 Cái g
khoái lắm. Thank you.
mới đây.